Trong thời gian tới, các mẫu xe mới sẽ được Ford Việt Nam ra mắt khách hàng trong nước gồm SUV 7 chỗ Ford Everest 2023, bán tải Ranger 2023, Ranger Raptor 2023 và tân binh Ford Territory. 1. Ford Everest thế hệ mới Trong quý 3 năm nay, một trong những mẫu xe thế hệ mới của hãng xe Mỹ Ford sẽ ra mắt tới khách hàng. Tại Việt Nam là SUV hạng trung Ford Everest thế hệ mới. Hiện tại mẫu xe này đã xuất hiện và được chạy thử nghiệm tại đường phố ở Việt Nam. Tư vấn của các đại ý của hãng cho biết giá bán của xe dự kiến 1 tỷ 4 đến 1 tỷ 7. Xe vẫn được nhập khẩu về nước từ thị trường Thái Lan. Mẫu xe này có thiết kế ngoại thất tương đồng với các phiên bản bán tại Thái Lan, như cụm đèn pha LED dạng chữ C, lưới tản nhiệt lớn với thanh ngang đôi nằm ở giữa, đèn sương mù nhỏ và cản trước mở rộng. Về nội thất. Xe có hai tùy chọn cụm đồng hồ kỹ thuật số loại 8 in hoặc 12.4 in, màn hình giải trí 10 in hoặc 12 in tùy phiên bản, đi kèm hệ thống giải trí sinh 4. Xe được trang bị nhiều tiện nghi khác như sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử, điều hòa tự động, ghế chỉnh điện và cửa sở trời. Ford Everest 2022 vẫn sẽ sử dụng hai loại động cơ như đời cũ. Đầu tiên là máy dầu 4 xi lanh, tăng áp đơn, dung tích 2 lít, có công suất 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 405 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Tùy chọn thứ hai là động cơ dầu 4 xi-lanh tăng áp kép dung tích 2 lít phối hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động hai cầu tạo ra 210 mã lực và 500 Nm. Về trang bị an toàn, For Everest 2022 được cung cấp hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường tích hợp tính năng phát hiện lề đường, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hỗ trợ tránh va chạm sớm phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh khẩn cấp tự động và nhận diện biển báo giao thông. 2. Tân binh for Territory, cạnh tranh Mazda CX-5 Giới tư vấn bán hàng Ford tại Việt Nam đang đồng loạt chào đặt cọc Territory 2023, với giá bán dự kiến từ 799 triệu. Hoạt động bàn giao xe bắt đầu từ quý 3 năm nay. Thông tin này gây bất ngờ, vì trước đó giới tư vấn bán hàng chào đặt cọc phiên bản cũ, trong khi phiên bản mới nhất vừa ra mắt tại thị trường Campuchia. Đây thực chất là EQuator Sport mở bán hồi tháng 3 tại thị trường Trung Quốc, nhưng xuất khẩu sang thị trường Campuchia và Việt Nam với tên gọi Territory 2023. Về thiết kế, For Territory 2023 dựa trên nền tảng của EQuator nhưng kích thước nhỏ hơn với chiều dài 4.630 mm, chiều rộng 1.935 mm, chiều cao 1.706 mm và trục cơ sở 2.726 mm. Ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của Ford tại thị trường Trung Quốc tiếp tục được sử dụng với đèn pha và đèn định vị tách rời. Lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn, ốp nhôm và tổng thể nhiều đường nét sắc sảo. So với Equator, khung cửa sổ bên của xe mảnh mai hơn một chút, đồng thời đuôi xe đổi thiết kế đèn hậu, từ dạng thanh ngang sang hai cũng tách rời truyền thống hơn. Nội thất Ford Territory 2023 sử dụng cặp màn hình 12.3 in nối liền trên bảng táp lô. Một số trang bị đáng chú ý khác có thể kể đến cửa sổ trời cỡ lớn, nội thất bọc da và gỗ, Cần số dạng núm xoay. Động cơ là loại EcoBoost 1.5 tăng áp, cho công suất 168 mã lực và mô men xoắn 260 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. For Territory 2023 được trang bị gói công nghệ an toàn Ford Co Pilot 360, với rất nhiều tính năng hiện đại, như cảnh báo trạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm phía trước ga thông minh, phanh khẩn cấp tự động và hỗ trợ lái xe khi tắt đường. Xe có 4 phiên bản tại thị trường Trung Quốc, giá giao động từ 482 đến 578 triệu. Về Việt Nam, Ford Territory 2023 sẽ cạnh tranh ở phân khúc crossover SUV cỡ C với Honda CRV, Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Mitsubishi Outlander. Xe cổ XXXX.